Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, một siêu bão mạnh nhất trên thế giới sắp đổ bộ vào Trung Quốc. Hiện siêu bão này đang di chuyển từ đảo Luzon của Philippines ngoài khơi Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão trên sẽ ập vào đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nhiều khả năng nó sẽ san phẳng hòn đảo này, bởi vì hòn đảo trên trong quá khứ nó không phải là của Trung Quốc. Chính Trung Quốc đã chiếm lấy nó về tay Bắc Kinh, nên bây giờ ông trời nổi giận ra tay trừng phạt Trung Quốc. Mẹ thiên nhiên liên tục cho bão tố ập vào để càn quét không chỉ đảo Hải Nam mà một số tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây giáp với Biển Đông cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thông tin trên cũng được tờ báo của Bắc Kinh vào lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7 cũng đã cung cấp cho chúng tôi biết những hình ảnh về cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông. Tờ báo của Bắc Kinh trích dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông, 99,9% nó sẽ không ập vào Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui cho Bắc Kinh. Cơn bão này sẽ đổ vào một số nước láng giềng của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang nói rằng nếu như cơn bão này ập vào Philippines hoặc Campuchia thì Trung Quốc sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng thưa quý vị, nếu nhờ cậy vào Trung Quốc thì ắt sẽ phải đánh đổi và trả giá cho chính quyền ông Tập Cận Bình một thứ gì đó đắt giá, bởi vì chính quyền của ông ta được cho là rất tham lam. Không bao giờ Trung Quốc lại cho không một thứ gì, bằng chứng rõ rệt nhất là ở khu vực Đông Nam Á có hai nước Campuchia và Philippines. Hai nước này đã nhờ cậy vào phía Trung Quốc và đã bị phía Trung Quốc lấy đi rất nhiều lô đất đẹp trên chính mảnh đất Campuchia và Philippines. Bằng chứng rõ rệt nhất là vào năm 2018 và 2019, Campuchia đã nhờ cậy phía Trung Quốc xây một cái trung tâm thể thao bao gồm điện, đường, trường, trạm và một sân vận động thể thao được cho là lớn nhất khu vực Đông Nam Á trên đất của Campuchia. Đổi lại, Thủ tướng Hun Sen đã phải lấy rất nhiều đất và căn cứ quân sự để đưa cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Trung Quốc còn ngang nhiên cho xây dựng các sân bay bến cảng tại các khu rừng rậm của Campuchia. Trong 2-3 năm trở lại đây, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đem rất nhiều người dân của Trung Quốc sang đất của Campuchia sinh sống, lập ra các khu đô thị của người Hoa. Mục đích của Trung Quốc hòng chiếm đóng đất nước của Campuchia và hòng xây dựng một đế chế ở đây để khống chế khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Bắc Kinh còn có cái âm mưu thủ đoạn khi khống chế Philippines cùng đường đi nước bước như thế. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đầu tư tiền bạc để xây dựng điện, đường, trường, trạm, cứ như là mạng lưới điện quốc gia cho Campuchia. Đổi lại, Tổng thống ông Duterte là tay chân và là tay sai của chính quyền ông Tập Cận Bình. Đây chính là lý do vì sao một số vùng biển của Philippines đã thuộc về phía Trung Quốc trong những năm vừa qua. Và chúng ta chỉ cần nhìn nhận hai vấn đề ở Campuchia và Philippines để thấy rõ bản chất và bộ mặt thật của phía Trung Quốc, để các nước rêu ráo tinh thần cảnh giác đối với Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, liên quan tới áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở ngoài khơi Biển Đông và khả năng cao sẽ mạnh thành siêu bão lớn nhất trên thế giới lên tới 99%. Điều này đã được các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Indonesia, Singapore. Tâm điểm của bão mới này đang có gió giật rất mạnh và nếu như cơn bão này đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục bị nhấn chìm và ngập lụt. Theo Cơ quan Cảnh báo Động đất và Thiên tai Trung ương Trung Quốc cho biết, nếu như cơn bão này ập vào Bắc Kinh, lũ ống lũ quét sẽ tiếp tục đổ dồn dập từ thượng nguồn con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đổ về hồ thủy điện đập Tam Hiệp. Và nhiều khả năng đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ không chịu được áp lực nước, dần dần dẫn tới vỡ. Và khi nó vỡ, một điều tồi tệ và kinh khủng nhất trong lịch sử loài người sẽ xảy ra đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy, Cơ quan Cảnh báo Động đất và Thiên tai phía Trung Quốc đã phải phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp, cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất cho các cơ quan, ban ngành, cho các lực lượng chức năng cùng người dân của Trung Quốc đại lục có những phương án tốt nhất để đề phòng chống lũ lụt. Bởi vì nhiều khả năng cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông sẽ đổ bộ trực tiếp vào phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm 2022 là một năm đại họa của Trung Quốc. Quả đúng là không sai. Bão cũ chưa qua, nay bão mới lại tiếp tục hình thành và ập vào khiến quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh liên tục bị phong tỏa. Chính quyền của ông Tập Cận Bình trong suốt hơn 3 tháng vừa qua ăn không ngon, ngủ không yên. Vì bão tố, mưa to, gió lớn,
động đất, sóng thần liên tục càn quét Trung Quốc tới tận bây giờ, chưa buông tha và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chỉ trong vòng hơn 100 ngày vừa qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu 12 cơn bão siêu mạnh và 3 trận động đất mạnh khiến cho tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc bị vùi dập. 6 trận lũ quét và sạt lở đất cùng lũ lụt xảy ra khắp các tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Tất cả những điều trên cho thấy rằng bề trên vẫn đang tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc và những cái nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật vẫn đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì chính quyền của ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho thế giới, cũng như những chỉ đạo, những đường hướng của ông ta hoàn toàn sai lầm đối với các nước láng giềng xung quanh mình. Tuy nhiên, có một điều cực kỳ tồi tệ, đó là chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp việc mưa to, gió lớn, động đất ở Trung Quốc mà vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, đánh nhau với cả một số nước trong khu vực, đặc biệt là đi xâm chiếm lãnh hải ở Biển Đông, gây ra rất nhiều mối quan ngại cho tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Và đây chính là nguyên nhân vì sao mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc để dạy cho chính quyền ông Tập Cận Bình bài học đau thương và để cho chính quyền của ông ta không đi gây gổ, đi gây hấn, bắt nạt các nước trong khu vực. Dự báo thời tiết hôm nay, một vùng áp thấp hình thành ở vùng biển Philippines dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão và di chuyển mạnh vào Biển Đông trong 1-2 ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở vùng biển ngoài khơi Philippines đã hình thành một vùng áp thấp. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì vùng áp thấp này tiếp tục có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và thành bão. Dự báo vào giữa tuần này, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão, di chuyển về phía đất liền của Trung Quốc. Thưa quý vị, trận lũ lớn nhất của sông Dương Tử đã đạt đến thời kỳ quan trọng nhất trong công tác kiểm soát lũ quốc gia tại khu vực Đập Tam Hiệp. Theo tin tức Nhật báo Trùng Khánh ngày hôm qua đưa tin, khi vành đai mưa di chuyển về phía đông, Hải Huyền, Vân Dương và Vô Tích đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Theo dữ liệu từ các trạm giám sát của Cục Thủy văn thành phố, từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, lượng mưa trong 24 giờ của Hải Huyền, Vân Dương và trung tâm của trận mưa lớn, lượng mưa đã vượt quá 160mm. Trạm xe buýt Nam Môn Loan ở huyện Vô Tích bị ngập lụt, 23 thị trấn và 186.000 người bị thương. Cơ sở hạ tầng như thông tin liên lạc, điện và phát sóng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn cũng đã khiến 18 thị trấn và 240.000 người ở huyện Vân Dương bị ảnh hưởng, 528 ngôi nhà bị sập, tổng cộng 150m tại 3 tuyến đường cấp tỉnh và cấp huyện và mặt đường bị sập, 180 con đường nông thôn bị sập. Ngoài ra, những cơn mưa xối xả đã đổ xuống huyện Cai sau 22 giờ đêm hôm thứ Bảy. Và trạm suối nước nóng sông Đông Lý ở huyện Cai đã xuất hiện mực nước đỉnh lũ lúc 7 giờ 18 phút sáng ngày Chủ nhật, vượt quá mực nước cảnh báo 0,77m. Theo thống kê, tính đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật, 6,4644 triệu người ở 423 thị trấn thuộc 34 quận huyện của thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 30.700 ngôi nhà bị sập do thiên tai, 42 người chết và 12 người mất tích, một số cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,703 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về các cơ sở bảo tồn nước là 406 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc và Bộ Dân chính đưa tin vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 7. Mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng gần đây đã xảy ra ở Vân Nam và đã có 59 người thiệt mạng vì thảm họa này. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp, đồng thời cử một nhóm công tác do Phó Giám đốc Cục Cứu trợ thiên tai Pang Chenin dẫn đầu đến khu vực thiên tai. Từ 4 ngày qua, lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất và lở đá đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam và Hồng Hà, Chiêu Thông, Lâm Thương, Đức Hồng, Phổ Nhĩ và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính đến nay, có 386.400 người bị ảnh hưởng do mưa lũ, 59 người chết, 8 người mất tích, 6.537 người phải di rời khẩn cấp, 4.016 nhà bị sập, 8.370 nhà bị hư hỏng, 15.560 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 178.000 ha bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 132 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế nông nghiệp là 65,16 triệu nhân dân tệ. Thiên tai, lũ lụt vẫn đang hoành hành. Sau lũ lụt, tỉnh ủy Vân Nam và chính quyền tỉnh rất lo lắng. Vào 2 ngày trước, Phó Thống đốc điều hành La Chính phủ đã dẫn đầu một nhóm công tác cứu trợ thiên tai đến khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất Bảo Sơn để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Ban dân vận các cấp khẩn trương chuyển người bị ảnh hưởng, phân phát hàng cứu trợ thiên tai, nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh, sinh hoạt cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!